Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Raptor 2022. Xe này được đăng ký và sản xuất luôn là 2022 nha anh chị nha. Đó, xe còn rất đẹp luôn. Để chiều dạo một vòng cho anh chị các bạn tham khảo qua nha. Đây, phần đèn nè. Họ nước sơn là gần như là zin 100% luôn anh chị. Không có một vết dặm nào luôn. Xe còn đẹp lắm. Xe mới chạy có 12.000 cây à. Anh chị nhìn cái dàn gầm nè, mới tinh nè anh chị thấy không? Đó, mới tinh. Đây. Chị sẽ quay cho anh chị coi trước cái dàn gầm nè. Đây nè. Gầm bổng nè, anh chị thấy không? Xe mới chạy có 12.000 cây à. Nên dàn gầm còn đẹp lắm. À, cái bộ phuộc của nó đây nè. Phuộc của nó đây nè. Đó, anh chị thấy không? Mọi thứ là ok hết luôn. Quay kỹ luôn, quay luôn tới cái gầm cho anh chị coi luôn. Vỏ xe nè. Đó, xe mới chạy có 12.000 cây à. Còn đẹp lắm. Để chiều đi dạo một vòng. Anh chị nào có quan tâm dòng Raptor 2022 thì liên hệ chiều. Mới chạy 12.000 cây thôi. Đây. Cam kết với anh chị là chuẩn ô đô nha, không có tua đồng hồ nha. Những ngày như là mấy cái vô lăng còn đẹp nè. Đó. Cần số còn đẹp nè. Đây, hai cầu. Raptor là cái dòng cao cấp nhất của Forerunner luôn anh chị. Nó ghế nó phối nỉ nè, nỉ với da nè. Đó, nỉ với da nè. Raptor là dòng cao cấp nhất. Nè, ni lông nè. Ha. À, lót sàn sẵn cho anh chị luôn. Thảm lót sàn 5D. Thấy có khóa cửa, lốp cửa là gương tự động nè. Quay luôn cái động cơ. Động cơ bi turbo cho anh chị coi luôn. Anh chị nào có quan tâm dòng Raptor thì liên hệ chiều đến coi thử chiếc này anh chị nha. Đây, Ford Raptor cực kỳ đẹp luôn. Nè, xin ni lông vẫn còn luôn nè. Xe vẫn còn thơm mùi mới luôn anh chị nha. Ở đây có cấu điện 230V luôn. Đó, sạc được laptop luôn, sạc được máy tính bảng luôn, đầy đủ hết luôn. Có cấu điện 12V nữa nè. Nè, dàn ghế còn mới tinh nè. Ghế còn rất mới luôn. À, đây, xin ni lông nè. Tắp bi cửa mới tinh nè. Đó, đây nè, vỏ xe nè. Raptor là dòng cao cấp nhất của Forerunner, nó sử dụng phục anh chị. Còn cái dòng mà Forerunner chẳng hạn như quay chắc XLS anh chị, nó vẫn sử dụng nhíp nha. Còn Raptor nè, đây, dàn phục nè chị thấy không? Đó. Cái dàn phục này đi là phải nói là nhúng là cực kỳ êm luôn chị ha. Bánh xe dự phòng nè. Đó, quay luôn cái phục bên đây cho anh chị coi nè. Thấy không? Raptor là sử dụng phục Ranger Raptor. Ranger Raptor là cao cấp nhất của dòng mà bán tải luôn á. Đó. Chạy là cực kỳ ngon êm luôn. Xe này chịu bán giá có 1.030.000.000 thôi. Nè, bệ bước chân này còn mới tinh nè, đây nè. Thấy không? Chạy mới có 12.000 cây rồi, xe này còn mới lắm anh chị. Anh chị mua xe này rẻ hơn xe mới phải nói là cực kỳ nhiều luôn đó anh chị. Xe này chịu bán có 1.030.000.000 thôi. Và cái giá này thì chịu vẫn còn bớt anh chị nha, vẫn còn thương lượng. Thì anh chị nào có quan tâm dòng Raptor 2022 thì liên hệ chiều đến coi. Đây, ni lông vẫn còn luôn nè. Các chi tiết trong nội thất là còn mới tinh nè anh chị nha. Còn rất mới, xe vẫn còn thơm mùi mới luôn. Đó, vào một vòng cho anh chị coi nè. Vỏ xe nè. Đó, cực kỳ dày luôn. Mới chạy có 12.000 cây à. Nè, phục nè. Không, dàn gầm là còn mới tinh nè. Đó, anh chị nào có quan tâm thì cứ đến coi nha. Xe chịu để ngay tại khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức. Nè, đèn chiếu sáng full led luôn. Chiếu xa, chiếu gần là led ban ngày luôn. Cản cũng là đèn led luôn. Đó. Full công nghệ luôn. Và đây là cái động cơ bi turbo của Ford Raptor 2022 nè, đây. Đó, chiều quay hết luôn tất cả các chi tiết của xe luôn, động cơ gầm ha, nội thất luôn cho anh chị coi đó. Đó, thì anh chị cũng biết một phần về cái chiếc xe này rồi ha. Thì mua bán cái chiều vẫn cam kết và đảm bảo cho anh chị là xe không có tai nạn, không có ngập nước nha. Máy móc mọi thứ là còn nguyên zin nguyên bản hết. Cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng và vẫn bao anh chị đi test hãng thoải mái luôn. Đó, đây. Quay hết tất cả các chi tiết của xe luôn ha. Rầm bọng nè, động cơ nè, nội thất nè. Quay luôn cái xung quanh cái xe hết cho anh chị coi rồi đó. Nếu anh chị có ưng thì đến cái chỗ chiều coi thực tế luôn anh chị. Giá thì vẫn còn thương lượng. Đó. Thì chiều vẫn có nhận trao đổi xe. Thì anh chị nào có xe muốn đổi qua chiếc Raptor thì cứ chạy xe của anh chị đến nha. Chạy xe của anh chị đến ngay chỗ của chiều. Cùng coi xe, cùng trao đổi nha. Nè, quay lại cho anh chị coi cái dàn phuộc nè. Đó, nhìn phải nói là cực kỳ mê luôn. Đó, cái bộ phuộc này là đáng tiền nhất nên chị ha. Phuộc là đáng tiền nhất á. Rồi. Ford Raptor là sản xuất 2022 nha. Động cơ là 2.0 bi turbo. Chiếc này chịu bán là 1.030.000.000, vẫn còn thương lượng. Anh chị nào mà có quan tâm thì đến coi xe rồi chịu bớt thêm cho anh chị nha. Đây, nắp cốp nè. Đó, để đi một vòng xung quanh cái xe nữa cho anh chị coi nữa. Đây. Có xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc, ở quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức nha. Đây. Đó. Rồi.
Chiều hẹn gặp lại anh chị và các bạn những video tiếp theo nha. Có quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chiều anh chị nha.